Ok, hello, xin chào các bạn, mình là Cherry đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel YouTube của mình nhé. Ok, hôm nay chúng ta có cùng reaction lớp trưởng bất ổn tập 9 đó mọi người. Ở tập trước, cốt truyện tập trước đó mọi người, dạng là nguyên nhân là do đám học sinh lớp trên, là cái đám là mấy cái đám mà mấy anh áo khoác mà áo khoác đen đó mọi người. Dạ là bày trò tụi nó để nhằm mục đích để có thể đuổi việc thầy Đức nha mọi người. Thầy Đức bị đuổi học là nguyên nhân là do tụi nó bày ra bày trò nhiều cái, thậm chí tụi nó dụ những học sinh như vậy để có thể đuổi đuổi của nó ra khỏi chợ, đuổi mấy đám học sinh của chị VV á mọi người, lớp chị VV á. Dạng là muốn đuổi tụi nó ra khỏi trường để có thể tự để có thể mấy cái thảm mấy đám trống lột kia làm gì làm vậy đó mọi người. Còn phần trước dạ, có nhiều phần mình thấy nó cũng có một chút yếu tố hành động tí xíu, thì làm vậy mình thấy nó cũng khá là thú vị, khá là hay nữa, cho nên thấy phần đó thì cũng khá là ok. Thậm chí mình thấy anh Đức cũng học giỏi của học võ cũng khá là ghê gớm nữa mọi người, mình nói thiệt. Thế thì anh Đức thì mình thấy võ thuật của anh Đức thì cũng khá là ok nữa, nhưng mà phong cách phản diện của anh Đạt thì ghê gớm, còn ghê gớm hơn nữa mọi người. Dạng là anh Đạt thì từ trước đến nay mình thấy tập thấy ra dáng một phản diện đàng hoàng hơn là đàng hoàng đó mọi người, chứ không như mấy cái bộ phim mình hay coi đâu. Mấy bộ phim mình hay coi toàn là mấy dàn phản diện hài kia kia nọ, kể cả ông Trùm cũng vậy nữa, hài cũng nó cũng hài nốt dạ mọi người. Cho nên chúng ta sẽ tiếp tục lớp trưởng bất ổn tập tiếp theo nhé mọi người. Ok, nếu các bạn thích series reaction lớp trưởng bất ổn này của mình thì cho mình cái like, share, subscribe bên YouTube nha. Cố gắng ủng hộ cho mình để mình có thể đạt được 100.000 người đăng ký để có thể nhận được nút bạc YouTube nha mọi người. Và các bạn hãy cố gắng nói chuyện với mình trong những buổi livestream của mình nha. Mấy ngày nay bên YouTube không có ai vô nói chuyện với mình hết, toàn những bạn bên Nemo nói chuyện với mình không à. Kể cả trên Twitter cũng vậy nữa. Cho nên các bạn hãy cố gắng xem như thế, sẽ cố gắng ủng hộ cho mình nhiều nhiều và cố gắng xem buổi livestream của mình để có thể nói chuyện với mình một cách đàng hoàng hơn nha. Ok, hơi nhiều quá, còn nhân trời nữa, chụp phim nào, let's go. Sao bị đứng phạt vậy? Có gì vậy trời? Dạ, em đại diện cho lớp 11A5, xin thầy cho thầy Đức trở về trường dạy tụi em ạ. Chuyện này đi giải quyết xong xuôi hết rồi, nhiệm vụ chị về tới phòng hiệu trưởng tưởng bị phạt gì, hóa ra chị về vô phòng hiệu trưởng đã có thể xin thầy hiệu trưởng để kêu thầy Đức quay trở lại ra vậy. Tụi em bây giờ là lo học hành thôi. Dạ không đâu thầy, tụi em sẽ không thể nào yên tâm học hành gì được khi mà nghĩ tới thầy Đức đã vì tụi em mà bị đuổi. Huống chi là bây giờ thầy ấy vừa phải chạy shipper lo cho bản thân, vừa phải lo cho mẹ già ở dưới quê nữa. Thương lắm thầy ơi. Dạ đúng rồi đó thầy, nhưng cái này là lỗi của tụi em mà, tại sao thầy Đức lại phải chịu ạ? Dạ cái đó gọi là bất công đó thầy. Dạ đúng rồi đó thầy, thầy nghe cho thầy Đức hay là một lần thôi thầy. Dạ tụi em hứa là thầy thay đổi mà thầy. Một lần thôi là thầy Đức sẽ... Phải chữa ai cũng... Không biết đây xem xin hề là anh nói làm phiền đó mọi người. Dạ không có phải trưởng. Tụi em xin lỗi thầy, nhưng mà nếu mà thầy Đức quay trở về trường đó thì tụi em hứa sẽ ngoan ngoãn ạ. Thôi, khỏi. Đừng có hứa hẹn cái gì hết á. Em đó, em là lớp trưởng, em cầm đầu quýnh lộ quýnh lão vậy. Hỏi làm sao mà tôi tin em là em ngoan được đây. Đâu, tụi kem mới là gây ra quýnh lộ. Tụi áo đen kem mới là gây ra quýnh lộ mới. Ai kêu lớp chị Vê gây đâu ra ra quýnh lộn. Trời đất ơi, bọn kia bị dụ, cái bọn lớp trợ áo đen kia bị dụ
bắt đầu chơi chiêu gạt thầy hiệu, gạt hiệu trưởng rồi đó mọi người, mà nói thiệt. Ê! Tụi em hối hận rồi mà thầy. Dạ, tụi em hứa lần này sẽ thay đổi mà thầy, chỉ một lần duy nhất thôi mà thầy. Dạ, chắc chắn luôn đó thầy. Dạ. Biết mấy tụi chúng lộn kìa có tới quậy đúng không? Thôi được rồi. Hy vọng nhưng mà mấy... tôi sẽ có một điều kiện đó. Lớp chị VV có thể Điều kiện gì thầy? Nếu như tới cuộc thi giữa kỳ này để mình nói giờ bạn biết nha, nếu có, nếu cái tụi chứng lột kia mà quấy rối nữa thì hy vọng chị VV á mọi người, dạ là sẽ tìm ra bằng chứng để buộc tội cái tụi chứng lột kia. Dạ vậy đó, ý là mình nói vậy đó mọi người. Tất cả các em 100% trên trung bình thì tôi sẽ cân nhắc lại chuyện này. Ồ dạ, tụi em cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Hứa luôn, hứa luôn. Nếu như không được thì đừng nói là tôi chấp nhận. Ồ. Mà tôi còn phạt nặng tụi em nữa đó. Cắt cược. Dạ không sao thầy. Ê chị cắt cược. Đồng ý. Dạ. Cắt cược ra thiệt. Yeah. Yeah. Đi gì lắm hết đi. Dạ dạ thầy. Cố lên chị Ba ơi, cố lên chị Ba. Chạy cầm cả lớp lên chúng mình đi. Cố lên, cố lên, cố lên. Em cũng khổ hết. Ôi, cái tên gọi gì xấu quá. Đẹp không bệnh. Gì. Ngân hàng giống, ngân hàng giống 1A5, giống đất, giống đực 10, giống cái 11, còn khả năng 21. Bất khả. Cái tên gọi gì xấu quá. À, mấy cái này hàm ý là đây ngân hàng giống này hàm ý là lớp nè. Giống đực. Hàm ý là con trai, lớp con trai. Có nghĩa là trong lớp có con trai bao nhiêu, giống cái là trong lớp có con gái bao nhiêu, còn khả năng ám chỉ là sĩ số trong lớp đầy đủ hay không, còn mất khả năng là nghĩa là vắng mặt vậy đó mọi người. Ôi trời ơi, chị Ve ghê, ghi đúng quá được luôn, ghi quá được, cho mượn chị Ve 10 điểm hôm nay luôn, tập này cũng 10 điểm nữa. Đẹp không bệnh ơi. Thôi, bà đừng có hát. Bà mà hát nữa chắc tôi viêm tay giữa luôn. Chị Du, quá canh chị Du. Phụng Thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu rằng để đạt được mục tiêu á hả, giữa học kỳ này lớp chúng ta 100% trên trung bình thì mọi người phải cố gắng học tập để thầy Đức còn quay trở lại lớp mình để dạy tụi mình nữa chứ. Đúng rồi, phải cố gắng lên đi. Tôi đồng ý với chú của bà. Nhưng mà bà tự xem lại bản thân mình đi nha. Bà là chú lười học luôn, đã vậy điểm dưới trung bình của bà quá trời. Tôi cũng cố gắng hết sức rồi mà tại năng lực có hạn. Mà chú là không phải luôn đi. Nó mới được làm lớp trưởng. Mà năng lực có hạn. Tôi không có muốn là lớp trưởng nha, tại cô bắt làm chứ bộ. Thôi, bây giờ tôi có ý kiến như vậy. Lớp chúng ta sẽ chia nhóm ra để ôn bài. Các bạn học khá sẽ kèm cho các bạn học yếu. Theo tình hình của lớp á, thì tôi thấy là ở phía dưới lớp nè, nhóm của Ngân nè, Ngân là học khá nhất thì Ngân sẽ kèm cho các bạn ở phía dưới. Bên đây á thì có Duy, đúng không? Duy bây sẽ giờ... kèm cho các bạn ở phía bên này. Bây giờ Tâm, anh Huy này dạng nói chung là các môn. Bây giờ anh Huy này đó mọi người, anh Huy này nè sẽ là người ra đưa ra một chiến thuật là dạy, là nhiều bạn có thể chỉ dạy người cao người yếu lẫn nhau để có thể giúp đỡ lẫn, dạng là giúp đỡ lẫn nhau mọi người, để có thể vượt qua được mấy cái nỗi khổ, vượt qua được mấy cái khó khăn để có giúp, để giúp cho thầy Đức quay trở lại vậy đó mọi người. Ai cũng cố gắng, ai cũng phải cố gắng để có thể giúp thầy Đức quay trở lại thôi, làm vậy mới là xứng đáng một học sinh chín chắn chứ. Học đều ổn, trừ quận 8 còn yếu lắm. Huy cũng vậy nữa. À, cũng được. Nên là Huy, tôi sẽ kèm cho Tâm với Huy ha. Tôi nữa Huy. Nè, tôi vừa mới nói xong luôn á. Mình chia nhau ra học nhóm là để đạt được hiệu quả. Học nhóm, đừng có thể, đúng rồi. Vậy là nhập nhóm đó. May ở bên đây thì về nhóm của Huy đi. Tôi đồng ý. Ôi giời. Ông nói gì vậy Huy? Tôi học cho vui thôi nào. Thì ý là Huy có thể không thích mày
Nhưng mà mày thích Huy chứ đâu có ghét Huy đâu. Mà trời ơi, lại cho bà mày đó lại thích nữa. Khổ mày. Trời đất ơi. Ông Huy không thích bà mày nhưng mà bà mày thích Huy. Bà mày là cúng mày đây. Người ta thích nên bà đâu biết được cái cảm giác đó hả? Bị người khác từ chối như thế nào đâu. Thì người ta không thích mình thì mình thích người khác. Có gì đâu mà khóc. Mà mày khóc dễ sưng mắt, xấu lắm. Ủa, bả mà cũng đẹp nữa hả? Bà mày khóc, bà mày khóc nữa chứ mọi người, khổ mày. Ủa, bà mày, thấy lộ bà mày ghê luôn á. Mày, cho Huy xin lỗi đi mà. Huy không có cố ý đâu. Huy đâu có muốn mà xa lánh hay là ghét bỏ gì May đâu. Đúng rồi. Huy chỉ muốn là lớp mình đạt được điểm thi tốt nhất thôi đúng mà. Đúng rồi, anh Huy tới đây để giúp đỡ lớp mà. Đó giờ là sao thầy rất cử anh Huy tới đây. Trời đất ơi, gì mà khóc vô suối vậy bà nội? Ông nội vô duyên quá, về chỗ coi. Ông vô suối này, vô duyên thiệt. Ôi trời, vô duyên quá. Thôi được rồi, tôi sẽ không khóc nữa. Đúng rồi, tôi nhất định sẽ chăm học để chứng minh cho Huy thấy. Đúng rồi. Cô lên, cô lên chị May. Người nào mà điểm dưới trung bình á thì sẽ bị xui hiến cả lớp và bao cả lớp uống trà sữa, chịu không? Ok luôn, ok luôn, ok. One. Phạt thì phạt một cái thôi, làm gì phạt nhiều vậy? Ủa, bà sợ bà bị điểm dưới trung bình hay gì mà bà phản bác dữ vậy? Không có. Vậy thì bà ráng lên, đừng có để mất mặt đó. Đúng rồi. Cố gắng lên chị Vy, làm lại không bị không mất mặt về đây thì được chứ. Mới nói có xíu, góc ngập lớp luôn. Bộ con gái là đứa nào cũng muốn ướt vậy hết hả? Mạnh, sao mạnh vậy? Ai thì tôi không biết, nhưng mà bà Vy chưa thấy bà khóc bao giờ. Hả? Đây, Vy một tờ. Năm tờ. Cảm ơn. Dạ. Đây á là bài kiểm tra thử. Tôi ra cho hai người làm đó. Dạ dạ. Ủa là chị Ba. Làm vậy mới xứng đáng là lớp trưởng chứ. Cái gì mà nhiều vậy? Lớp trưởng luôn à. Còn khó nữa chứ. Mặt luôn phải học giỏi mấy người thì mới cái này tôi về làm được. Xứng đáng là lớp trưởng chứ. Không được. Làm thì phải làm ở đây chứ. Ê, anh Huy. Cái này cho em về nhà làm được không? Em quên mất tiêu, bữa nay mẹ em đón. Em sợ mẹ đợi á. Nếu mà mẹ đợi thì thôi. Em về đi. Tôi cũng về, tôi có việc bận. Trời ơi, trốn rồi. Thì ra hai bà. Về nhà nhớ lại bà này cho. Rồi mai nộp lại cho anh đó. Rồi mọi người, hai bà này bà trốn. Về trước nha. Hai bà này bà không phải rồi mọi người. Hai bà này bà tính trốn á. Nói thiệt. Hai bà này bà tính trốn để có thể thoát hồn Huy. Thoát khỏi cái tình cảnh học quá sức. trời anh Huy đang giúp đỡ hai người mà tự nhiên lại bỏ trốn nữa. Trời đất ơi, làm sao là lên trên trung bình để đưa thầy Đúc qua trở lại được chứ. Bye. Ê, tôi nói thiệt đó, cái này tôi về nhà làm được không vậy? được chứ, nhắm mà chui qua hán cả lớp được á thì về đi. Đi ra bây giờ căng dữ vậy. Vậy mới ra dán chứ. Làm thì làm. Nè, Vy này mà ra tay á thì gạo cũng nấu thành cám cho coi. Ừ, để rồi coi. Ê, ông đi đâu vậy? Đi xả nước cứu thân. Bộ muốn đi chung. Ông đi đi. Xả nước cứu chung là gì? Ê, cấp báo, ở ngoài có đánh nhau kìa. Xả nước uống chung, lại ra vậy. Tưởng là xả nước uống chung chứ. Đi đâu rồi? Ngồi xuống. Lại cái mấy thằng đen áo đen kia nữa. Thôi khỏi khổ đó mọi người ơi. Căng quá ha. Đánh nhau đã có bác bảo vệ lo, có thầy cô lo. Việc của bà là lo làm bài đây nè. Làm thì làm. Nhanh lên. Đi đi. Bài gì mà khó dữ vậy trời? Chủ đề gì ai làm được? Mà ở ngoài có đánh nhau. Giờ mình nên đi không ta? Đánh nhau chắc cái tụi áo đen kia đi bà. Ở hay đi? Đi ở.
lại đi chị ơi, làm vậy mới cố gắng, là sao đi là không cố gắng được đâu. Đã cố ở lại mới là cố gắng chứ. Giờ mà bỏ thầy đi vậy rồi sao thầy quay trở lại trường được? Quyết định lại là không đi, ở lại học bài. Đúng rồi, cố gắng lên chị ba. Em muốn hỏi chị nhiều nhiều để chị cố gắng đó. Cố gắng lên, đừng có từ bỏ gì chứ. Làm vậy mới thầy lúc mới quay trở lại chứ. Chị ba đang, hình như chị ba, mình thấy chị ba đang mệt mỏi á mọi người. Trời ơi, ngủ gật á, tính ngủ gật. Buồn nào cũng qua mà buồn ngủ không tha ngày nào. Ủa lên sao? Học cũng nói tăng lực chút xíu đi. Học thì về có cái bút đẹp ghê mọi người. Hy vọng bên VV Channel, VV House có thể có bán cái bút này. Lần sau mình sẽ vô chỗ của chị VV để thể mua vài thứ. Rồi chị VV bắt đầu chăm học lên rồi. Chị phải ra đi án chứ. VV giỏi ghê. Xong chưa, xong chưa? Trời ơi, xong rồi. Ông kiểm tra đi. Được coi. Rồi. 2 3 4 5 6 Rồi. Đúng hết luôn rồi nè. Chị Ba giỏi quá. Má tuyệt vời mặt trời. Tuyệt vời mặt trời chị Ba má. Tôi sẽ thưởng cho bà 1 lít trà sữa. Yeah. Nhớ thưởng đi nha. Quá ghê okay. Luôn. Chánh Huy ơi, mọi cho em với, mọi cho em với nè. Em cũng reaction giỏi lắm á. Bơ, hóa ra là bơ. Ủa trời, hóa ra là bơ. Nguyễn Phạm Tường Vy. Thương nhiều quá rồi, ai là bơ. Ủa vậy, để tao lũi cho. Trời, hóa ra tưởng thì hóa ra bơ. Chứ có phải là cái giường ngủ của bà đâu. Vậy, 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 vậy. Ngủ còn chạy giải nữa mọi người. Trời ơi, ông không biết gì hết trơn. Ông có biết nơi thích hợp nhất để ăn là trên giường, nơi thích hợp nhất để ngủ là trong lớp. À, thôi bà ơi, bà đừng có tà lao giùm tôi một cái. Ăn trong anh trên giường kiến bù, còn trên giường thì có đâu có như cái bàn, như cái bàn học đâu. Bà thử toán, bà thử đoán coi. Cái nào cứng, cái nào mềm. Nơi thích hợp nhất để hát là nhà tắm. Ôi trời, ghê vậy. Nơi thích hợp nhất là nhà tắm. Để hát là nhà tắm. Ghê vậy đây. Tào lao, đó là toilet. Ông có định nghĩa thế giới này có chuẩn không? Chuẩn. Chuẩn bị chui qua hai cả lớp thì có. Trời ơi, bà mà học hành kiểu này á là bà tiễn thầy Đức đi thỉnh kinh luôn rồi. Chứ quay về cái gì nổi nữa. Thì tôi hứa tôi sẽ cố gắng mà. Tại vì tôi muốn ngủ tí xíu cho tỉnh táo lại thì mới học tiếp được chứ. Ôi bà ngồi đó, bà ở đó ngủ luôn rồi. Ai quýnh lộn với ai vậy? Ngay kêu tỉnh, ngủ luôn á. Ngoài đó thì có chuyện gì không? Có ổn chưa hả? Gì vậy? Tôi nói bà nghe nè bà Vy. Bà mà cứ như vậy á, làm sao mà tôi kèm bà học được? Tôi giỡn xíu á, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ học bài thiệt là tốt. Chắc không? Chắc. Really? Nè, nếu á mà lần thi này tôi đạt trên điểm trung bình á, thì ông có dám là nhảy khi mà thầy Đức trở về không? Làm gì tôi cũng làm hết trơn á. Ôi trời ơi. Được. Quá dữ luôn. Làm. Tình. Tôi cũng không hiểu sao một đứa mà hả vừa quậy vừa lười vừa tào lao như bà không có một cái đức tính nào mà dễ thương hết trơn á.
vậy mà tôi cũng thích bà được. Ôi trời ơi. Nè nè, ông có ý muốn học không vậy? Học đi học đi, nhanh lên rồi tôi còn cho bài tập về nhà nữa. Hả? Có bài tập về nhà nữa? Căng chưa? Thầy căng chưa? Xong chưa mày? Đợi xíu, sắp xong rồi. Anh Gino dạy cho bà quay nữa chứ. Không cho bài quá trời luôn á. Anh Gino mà dạy cái trở thành cái lớp này trở thành chạy thì chắc chắn khả năng cao chả có ai luôn. Chả có ai xuất sắc luôn đó là chi. Sai hết thì biết tôi. Đúng nè. Đúng nè. Cái này cũng đúng. Cái này cũng đúng. Đúng luôn. Đúng luôn. Đúng đúng đúng. Đúng 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 đúng. Mày, tôi không nghĩ là bà thông minh tới vậy luôn á. Ghê vậy. Quá ghê luôn. Cho người thấy tôi là một người con gái bên quá ghê luôn. Bên trong nhiều tiền, tính tình thân thiện, tốt bụng, lại còn học giỏi nữa chứ. Thì cũng đó, tôi không nghĩ là tình yêu có thể làm động lực to lớn như vậy đó với bà. Rồi. Ê, còn động lực để thầy Đức quay trở lại trường nữa. Rồi còn gì nữa không? À, động lực để nhỏ Vi chui hén cả lớp. Nếu như mà kỳ thi này á, bà Vi á, bà bị điểm thấp, chắc chắn tôi sẽ là lớp trưởng. Tới lúc đó nhất định ơi, bà này bà mơ mộng kìa. Quanh đi quẩn lại tôi cũng làm cho Huy để ý tới bà không à. Chứ mơ bà này bà hơi bà mơ mộng hơn Vi nhiều á. Sao rồi? Thám thính sao rồi? Bà yên tâm, bà Vi không có làm nên trò trống gì đâu. Bà chỉ mê ăn mê ngủ thôi. Biết ngay mà. Theo dõi. Bà Vi á, bà mê chơi lắm. Kỳ thi này chắc chắn tôi sẽ là lớp trưởng. Đúng rồi. Mơm lại mơ mộng. Thôi 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 thôi, vô học bài làm bài lẹ đi, sắp thi tới nơi rồi nè. Biết rồi. Nãy giờ đang làm bài mà đi đâu vậy chạy? Sai 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 sai. Như vậy mới đúng nè. Đúng. Ê, tôi thấy có cái gì đó sai sai nha. Hay là hai người thích nhau luôn đi. Ghê ghê. Quậy. Tính quậy nữa đi. Tính quậy nữa. Rồi, kiểm tra bài tập về nhà. Đây. Coi. Cháu. Đưa đây coi. Cháu. Cái gì vậy? Cháu. Đưa đây coi. Làm gì cầm cứng ngắc vậy? Ờ, có mấy bài tôi chưa làm kịp. Cho bà về nhà từ hôm qua tới giờ làm gì mà không làm kịp? Tại có nhiều bài khó quá. Để coi. Sai nữa. Trời đất ơi, chị Ba, chị Ba. Năm cấp 3 em đây, học sinh giỏi em thấy dễ ọt à. Sao nhiên lấy khó? Gì kỳ vậy chị Ba? Còn anh Huy nè. Em còn thấy anh Huy còn thấy dễ mà chị Vê còn nói khó. Trời ơi. Ui. Trời, hai thằng vừa vô câu đầu lấy sai rồi. Sai nữa. Mày gặp thằng hai thằng chống lột sai. Rồi. Sai luôn. Sai, sai, sai hết. Sai hết. Sai hết. Ôi trời ơi. Vi ơi là Vi. Đầu bà chứa toàn trà sữa hay là gì? Mà học hành không vô vậy hả? Thì tôi cũng cố gắng hết sức rồi chứ bộ. Tôi nỗ lực lắm không biết không? Thiệt luôn á. Tôi bó tay bó chân bó mình chấm cơm với bà. Cái em mà hoài không có được cái kết quả gì hết trơn. Ê, ông làm gì vậy? Sầm sổ, sầm sổ, sầm sổ. Làm gì bậy bẻ tôi lắm không? Sầm sổ kìa anh Huy ơi, bớt bậy bại anh Huy ơi. Tôi lỗi ghê quá rồi. Ông đánh tôi nè. Tôi chị Ba làm gái á, chị anh Huy ơi. Cái suy nghĩ bậy bạ của ông á hả? Tôi không thể tha thứ nghe chưa? Bà mới là đang nghĩ bậy bạ đó bà. Bây giờ á, tôi phải dẫn bà qua nhà thầy Đức. Có như vậy mới chữa được thôi. Đi. Hey. Hai đứa thằng đúng không? Tao miết thầy nha, tao miết thầy nha. Nè. Thì ra hai đứa này là bày đầu. Tao đã bỏ qua rồi. Tụi bay đừng có mò qua bên đây mà chọc ghẹo con gái lớp tao nữa. Không thì đừng có trách nha mấy thằng nhóc. Hey, mày nói ai ngốc vậy? Tao nói tụi mày đó. Đúng rồi. Rảnh rỗi thì lo học hành đi. Suốt ngày chọc phá người khác, không ra gì. Tụi tao thích cái thằng quách con. Nè, nói ai lõ con hả? Tụi tao nói mày á, được không? Miệng còn hôi sữa quách con là đúng rồi. Bây giờ ha, tao sẽ dạy cho quách con một bài học. Đây, quách con này. Đâu kìa. Đây, quách con này. Tao vô nó quýnh tao sao? Tụi bay được lắm.
tao về tao kêu giang hồ xử đẹp tụi bay luôn. Không! Giang hồ hả? Không! Vô đây! Quay! Anh đây Tùng Mạnh! Anh nhập với đây này Tùng Mạnh đúng nè! Vy! Thôi Vy! 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 Tao dễ thế gì đó! Chú ơi! Nó quýnh con kìa! Tại tụi con đang học bài cái nó lại chọc mà chú! Đàn ông đàn ơi mà để cho con gái nó đập! Không biết nhục hả? Ôi trời! Chú làm bảo vệ mà chú không bảo vệ con gì hết trơn vậy? Thôi! Lo rồi học đi! Rồi mấy đứa này có giải tán đi! Ờ thì ra những học sinh này theo vai chị Vơ để có thể được bảo, được chị Vơ bảo vệ ra vậy. Bây giờ chuyển cảnh qua thầy Đức rồi đó. Giận khí giận khí nè. Không biết có chuyện gì đâu nữa. Tập phải dùng mà hài vậy trời. Ôi trời ơi, gì vậy? Hóa ra luyện võ. Ghê. Luyện võ luôn. Hài gì mọi người ơi, hài gì mình thấy tập trước thì Đức có võ. Hóa ra thì Đức đang luyện võ mỗi sáng thường xuyên. Ra là vậy. Ôi trời ơi, thầy Đức đúng là tuyệt vời thiệt, có biết võ luôn. Luyện xong, ăn mì. Mì, trời ơi, ăn mì sống nữa chứ. Được rồi, đừng ăn mì sống, ăn mì sống đau bụng lắm. Nhanh lên lẹ đi, chừng chở gì. Dạ, dạ. Em chào thầy. Dạ chào thầy. Ủa không? Hôm nay hai đứa em qua đây kiếm tôi có chuyện gì nữa? Dạ em hoài à, cứ nói đi. Mấy đứa vô nhà đi, rồi nói chuyện. Dạ. Dạ. Đóng cửa lại làm chuyện bí mật. Có chuyện bí mật. Bí mật dành đất ơi. Để nó đi. Gạo thật Đức Vlog. Rồi hai em ngồi xuống đi. Nhà hơi bề bộn xíu. Ngồi đâu thầy? Ngồi tự nhiên đi. Tự nhiên cái nhà. Như ở nhà thôi. Trời ơi, có sao đâu thầy. Tụi em là học sinh của thầy mà. Có dịp phụ thầy dọn dẹp chút cũng sao. Thôi được rồi, để nó đi lát nữa thầy dọn. Hôm nay hai em qua tìm tôi có việc gì không? Bi, mà nói đi. Lẹ đi. Dạ em. Tại vì sắp tới kỳ thi giữa học kỳ rồi thầy, mà em phải đạt cho điểm trung bình, nên em tính nhờ thầy có thể dạy thêm cho em được không ạ? Bây giờ em học á là không hiểu bài hay là học không biết gì hết? Trời đất ơi, chị Vê đầu tàu tập bây giờ anh Huy đã chỉ dạy cho chị Vê bao nhiêu lần rồi, chị Vê vẫn không tiếp thu được nữa, phải nhờ qua thầy Đức dạy mới ổn định. Chắc là vậy rồi mọi người ơi. Em nhưng mà không sao, em có ý á, học tập như vậy rất là tốt. Nhưng mà muốn tôi dạy á thì phải có điều kiện nha. Dạ điều okay. Kiện gì cũng được thầy, em chấp nhận hết luôn. Học thêm đi. Điều kiện thứ nhất á, học thêm miễn phí không trả tiền. Tập cho tôi không được chiêu chọc lẫn nhau và nhất là chiêu chọc tôi. Còn điều kiện thứ hai á là em phải tập đi cái tính nhẫn nhịn nha, chưa không có được đánh nhau nữa. Không okay. Có được đâu thầy, một lần nhịn là chín đứa ngồi lên đầu á thầy. Nghiêm túc xíu coi. Nói chuyện gì đâu không nghe chị Vơ. Một điều nhịn á là chín điều lành. Em thử nghe lời tôi, em nhẫn nhịn coi có đứa nào nó dám leo lên đầu em mới ngồi hay không. Thôi được rồi, nếu như mà em không nghe lời tôi á thì tôi không có nhận dạy em đâu.
À, dạ không. À, chịu mà thầy, chịu. Nghe mày đi. Nghe. Chịu đi em ơi, làm vậy mới thầy đất quay trở lại chứ. Mới giúp được thầy đất quay trở lại chứ. Không chỉ học đâu nha. Bạn Mây với bạn Tuấn á, cũng muốn tới nhà thầy học nữa đó. Ồ, vậy. Bây giờ thì rất là chắc là thầy dạy thêm rồi mới không rồi. Tôi không có nhận đâu á. Thiệt, không phải đâu thầy. Tụi em hứa là tụi em sẽ tới đây nghiêm túc. Chứ ở nhà mấy bạn học không có vô. Đúng rồi thầy. Trong đầu em suốt ngày cứ nghĩ đến ba cái chuyện mà phải bảo vệ công lý với lại giúp đỡ các bạn trong lớp. Em nhức đầu lắm luôn á thầy. Ngồi trong lớp á thì có bạn ngồi trang điểm, có bạn suốt ngày lo bấm điện thoại không có lo học á thầy. Ai chị ba đâu kiểm soát được lớp đâu. Chuyện ngày cũ vì tương lai của các em. Tôi đồng ý. Ôi trời ơi, quá dữ. Ghê quá, ghê gồm. Vậy là ok. Thì theo như mình thấy thì tập này có nhiều cảnh hài hước, có nhiều khúc nó hài hước. Dạ là lúc này thúc là bên phần đầu của mọi người. Lúc mà vô thầy hiệu trưởng á, dạ là thầy V cũng có nhiều cái thách thức. Nhiều cái thách thức với thầy hiệu trưởng là sẽ phải cá cược là phải thi đậu trong học kỳ 2 này thì mới đưa thầy Đức qua trở về được. Còn mà phe mấy tụi phe phản diện thì mình thấy nó bây giờ tập này nó ít xuất hiện hơn mấy tập trước. Tập trước thì 2-3 tập trước thì mình thấy nó xuất phản diện xuất hiện nhiều lắm. Bây giờ thì phản diện xuất hiện ít. Vậy đó mọi người. Thậm chí mình thấy khúc này nè Đức, mình thấy khúc này hay nhất. Tao về tao. Chú ơi nó quýnh con kìa. Tại tụi con đang học bài cái nó lại chọc mà chú. Đàn ông đàn ơi mà để cho con gái nó đập. Không biết. Mình thấy hay nhất là ông bảo vệ này nè. Chọc hả? Đang đi ra ban mình tưởng là chị Ba, hóa ra là cái thằng ơi, là, bảo vệ là cái thằng ra cái thanh niên đầu đinh. Đầu đinh này nè mọi người. Thấy khác hài nhất là khúc này. Phản diện là hài nhất. Đúng là hài có khác. Đúng là thầy đúng là bảo vệ luôn bên phe chị Ba. Đúng là bảo vệ luôn phe chính nghị, luôn phe chính mà. Thật ra mình thấy bảo vệ này, mình thấy trung diện diễn viên phụ này luôn đứng về phe chị V không à. Toàn diễn viên phụ, diễn viên trung diện thì toàn là mình thấy không đứng về phe gì nào cả. Giờ mình thấy toàn đứng về phe chính diện hết. Thì kể cả thầy Đức dù đúng là phe trung diện thì cũng đứng đang ở phe trung diện nhưng mà lại đứng ở phe chính diện không à. Đó mọi người, làm vậy mới giúp ích được cho chị V cố gắng vượt khó. Vậy đó mọi người. Thật ra mình thấy phần này, tập này chỉ là một phần, chỉ là phần 1 của tập này thôi. Nhưng mà chắc chắn tập sau chắc chắn nó sẽ có phần 2 nữa. Nhưng mà tập này chỉ là một nửa thôi à. Chứ chưa hoàn toàn. Chứ nó chưa hoàn toàn 100%. Vậy đó mọi người. Không như cái 8 tập trước. Tập trước thì mình thấy nó có cách riêng. Mỗi tập thì nó có phong cách riêng biệt khác nhau. Chứ phần chính, cái tập chính này nè, mình thấy nó chỉ là một phần thôi. Chứ chưa hoàn toàn là 100% cốt truyện, phần truyện. Đó mọi người, cho nên mình thấy phần 1 này cho chính ở phần 1 này cho 10 điểm nha mọi người. Nhưng mà có vài cái hài hước mình thấy cũng vui đó. Cho nên các bạn cố gắng xem đi nha. Nếu các bạn muốn xem thì cứ việc xem, không ai cấm. Ok, hình như nghe nói rằng là tập 10 là tập cuối rồi. Coi như để tuần sau mình sẽ làm tập 10 là tập cuối luôn nha. Cho nên các bạn cố gắng theo dõi mình, xem mình có ra video mới không nha. Nhớ nhấn cái chuông đăng, nhấn subscribe và cái chuông đăng ký để mình có thể ra được nhiều video mới hơn nha mọi người. Và có thể các bạn có thể xem những buổi livestream của mình và nói chuyện với mình một cách tử tế nha mọi người. Ok, thì video của mình tới đây thôi. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình cái like, share, subscribe bên YouTube và cho mình cái follow bên Nemo Facebook nha. Nhưng chưa hết,
hãy follow cho mình bên kênh TikTok và Twitter nha. Bữa nay mình có tạo thêm hai trang web mạng xã hội là Twitter lại TikTok. Các bạn cố gắng ủng hộ follow cho đó cho mình để mình có thể đạt được nhiều follow hơn nha. Cố gắng ủng hộ cho mình nha. Nếu muốn xem thông tin của mình thì xuống phần mô tả nha. Ok. Bye bye, see you again. Hẹn mọi người muốn lửa livestream của mình nha. Bye bye.